Phong Tiền Bối, ngươi, ngươi muốn gì thì nói đi. Bất luận là bảo bối gì, chỉ cần là Thiên Thu Cốc có, bọn ta đều sẽ hai tay dâng lên. Phong Mỗ không cần bảo vật gì cả, chỉ là muốn. Hắn vừa nói vừa cười nham hiểm, cọ sát với các người chút thôi. Cọ sát, chỉ đơn giản thế thôi sao? Một luồng ánh sáng lung linh từ người Phong Hạ phát ra. Phong Hạ ta chỉ có một nguyện vọng, là lấy võ để kết bạn, giao lưu với anh Hùng Hào Kiệt. Nếu các vị ở đây có thể giúp ta thực hiện ước mơ này, thì Bát Long Thánh Tâm Quyết này sẽ thuộc về Thiên Thu Cốc rồi phong đạo hữu cứ định như thế đi cuộc cọ sát đang diễn ra ngoài sân của thiên thu cốc ái ra trọng duyệt bị đánh đến sứt đầu mẻ chán khắp la um sùng phong tiền bối nhẹ một chút đi phía sau các trưởng lão bị hạ đang nằm chất đống lên nhau tiểu muội muội xin đừng nói những lời khiến người khác hiểu lầm như vậy hê hey hê hey, may mà có sự trợ lực của sáu vị trưởng lão ở đây xuân thu nhất khi kiếm quyết bá lôi lục kiếm quyết thương nguyệt tẩy kiếm quyết mới có thể quyết ra được ba kiếm quyết của thiên thu cốc đúng rồi tiểu sư muội có chuyện quên mất chưa nói ngươi hãy giúp ta truyền đạt một chút cái bát long thánh tâm quyết này của ta có một khiếm khuyết nhỏ chính là trong quá trình luyện tập sẽ xảy ra vào lúc huyễn thính huyễn thính bất luận là phát ra tiếng gì các người chỉ cần niệm trong tâm một câu là được ta là mặc ẩn ta là mặc ẩn xin cầu chi viện xin cầu chi viện ta đang bị một vị nguyên đan cảnh truy sát nhưng ta không lo vì hắn cưỡi ngựa không nhanh như ta mọi người hãy nhớ kỹ lấy rõ đã hiểu ngày hôm sau tại sân tập luyện các đệ tử đã có mặt đầy đủ. Do sáu vị trưởng lão dẫn đầu, Bát Long Thánh Tâm Kinh rất nhanh liền được truyền đi rộng rãi tới các đệ tử. Ta là Mặc Ẩn, ta là Mặc Ẩn, xin chi viện, xin chi viện. Ta đang bị một vị nguyên đan cảnh truy sát, nhưng không hề hoang mang, tại vì ngựa hắn chạy không nhanh bằng ta. Các đệ tử của Thiên Thu Cốc ngày đêm tu hành, tâm tình cũng đã ổn định lại. Động vật bảo vệ cấp 1 của Thiên Thu Cốc, càng được các đệ tử đoàn kết thân ái bảo vệ chặt. Rốt cuộc là ai giở trò quỷ đây? Hiện giờ mình không thể sử dụng cửu long thánh tâm quyết truyền tin ra ngoài nữa. Kế của tên nhóc ngươi cũng thật nhiều đấy. Bất luận là thế giới nào thì thao tác làm loạn này cũng cực kỳ có hiệu quả. A à, Hạ lại nói mấy lời kỳ quái rồi. Tại sao không giết luôn bọn chúng? Như này không phải rất mạo hiểm sao? Đúng vậy đó. Giữ mạng cho họ đương nhiên là vì còn chỗ để lợi dụng. Nói ra thì chỉ có công pháp luyện thể cửu long thánh tâm quyết thì vẫn chưa đủ. Tiếp theo phải tìm công pháp nâng cao pháp thuật mới được. Công pháp nâng cao pháp thuật à? Ta có cách đấy. Ấu Nương, ta có chuyện cần ra ngoài, công pháp xuyên đất của ngươi có thể đưa ta đi bao xa thế?" Phong Hạ vừa nói vừa gẩy vào hai bím tóc trên đầu Ấu Nương. "Ừm, sau khi cảnh giới tăng lên thì có thể đi xa hơn trước kia một chút thôi. Nếu không, chúng ta thử một chút nhé." Ngoài phong không đại trận, chúng ta đã dựa theo cái chỉ thị của Mặc Ẩn kia mà khổ sở hai ngày rồi, sao một chút tin tức cũng không có chứ? Phải đấy, cứ đợi như vậy cũng chẳng giải quyết được gì. "Song Nhi, đã liên hệ được với Mặc Ẩn chưa?" Cô gái đứng kế bên đang vận công thì bất ngờ bị thổ quyết Long mạch cộng minh pháp có vấn đề rồi, hình như đã bị kẻ khác phá giải. Xảy ra vấn đề, ta thấy vấn đề chính là ngươi đó. Tên mộ phú quý hung ác này chưa gì đã ra tay đánh cho xong nhìn một cái bóp. Long mạch cộng minh pháp là thứ dễ bị phá giải sao? Mộ huynh, cô ta chẳng có lý do gì để lừa ngươi đâu. Càng húng hồ, bi pháp có vấn đề hay không, ngươi chỉ cần tra một cái là biết ngay. Thiên tuyệt đạo hữu, trước đây nghe theo ngươi, đồ tốt đều đã mang ra hết rồi. Hiện giờ còn tiếp tục giả vờ, cũng quá không để ai vào mắt rồi. Phải đó, mộ huynh, dù sao thì chuyện môn chủ nào đó bị người của thiên thu cốc vây giết ở bên ngoài cũng không phải là không thể xảy ra đúng không? Các người có gì từ từ nói? Bản tọa tự ra tay là được rồi chứ? Ta là mặc ẩn, ta là mặc ẩn, xin chi viện, xin chi viện. Ta đang bị một vị nguyên đan cảnh truy sát, nhưng không hề hoang mang, tại vì ngựa hán chạy không nhanh bằng ta. Dám hỏi ngươi chính là mặc ân, ta là môn chủ thiên tuyệt môn, có điều muốn hỏi. Ai à, là môn chủ thiên tuyệt môn sao, con trai ngươi đang trong tay ta, nếu muốn hắn sống thì mau cút ra đây dập đầu với gia gia ta đi. Cái gì? Đáng chết, các ngươi đã làm gì con trai ta? Ngoài việc đánh hắn như gà lợn đến nỗi máu thịt lẫn lộn, mặt mũi sưng vù, xương cốt nát bét thì ta chẳng làm gì cả. Tên khốn, to gan lắm, trả con trai ta đây. Có bản lĩnh thì đến mà cướp đi. Ấu Nương đang đưa Phong Hạ đi xuyên dưới lòng đất. Tiểu tử, ngươi lần này ra ngoài là muốn làm gì? Đến thiên tuyệt môn của bọn chúng, học tập một chút thiên văn hô hấp pháp của bọn chúng mong là không gặp phải tên yếu ớt như mộ công tử nếu không sợ rằng không thu thập được công pháp hoàn chỉnh rồi a à hạ ta sắp hết sức rồi xin lỗi xin lỗi chúng ta lên mặt đất đi khai tên ra đây bản tọa sẽ khiến ngươi thịt nát xương tan ồ kiêu ngạo thế sao phong hạ giọng hùng hồn nói tên nhóc thiên tuyệt nghe rõ đây ta chính là ông nội ngươi thiên tân phản đấy Wow, tại sao vừa lên mặt đất liền có một cái thi thể vậy chúng ta không phải xông vào mộ phần mới của người ta chứ đen đủi đen đủi quá hửm sao trời lại đột nhiên tối đi nhỉ một phù quý nghiến răng nghiến lợi đi đến gần nói hóa ra là trò quỷ của tên nhà ngươi sao ôi mẹ ơi các vị tông chủ chớ ra tay cái tên này hãy để cho ta ô địch thế này là gặp luôn lão đại của thiên tuyệt môn rồi ai ra ta cảm nhận được khí tức của mấy tên đạo đài cảnh đấy chúng ta đã tu được cái nhân phẩm gì thế này nhân phẩm còn tệ hơn cả mấy tên đội mùa sống lại đấy ấu nương mau mau trốn vào đất nhanh lần độ thổ này đi có chút xa ta cần ăn chút gì đó để khôi phục sức lực đã Tên mộ phú quý khí tức đùng đùng đánh về phía ba người họ, đi chết đi, thiên tân phạn, cú nổ chấn động cả rừng xanh, khói bay mù mịt, thế mà cũng trốn được một kích của bản tọa sao? Xem ra chuyện bắt con trai ta đi, cùng với việc giết hại trưởng lão dưới trướng, đều là do ngươi làm rồi. A à hạ, ta ngửi được rồi, trên người cái tên hung dữ đó có đồ ăn, nếu ăn được một chút thì có thể chạy trốn rồi. Tên gia hỏa đó là đạo đài cảnh đấy, không thuộc phạm vi hai người có thể đối phó đâu. ổn định lại, chúng ta nhất định sẽ thắng được. Nói rồi Phong Hạ liền kéo hai người lại gần bàn đối sách. Nào, các người nghe ta sắp xếp đây. Ba la ba la, toàn quân xuất kích. Trần Hải là người đứng đầu tiên Phong, Phong Hạ ở giữa, ấu nương đi sau cùng. Đã hiểu, chuyện nhỏ. Thiên tuyệt môn chủ, hãy để ta đấu đơn với người đi. Chưa có hối hận, không nhiều lời, phú quý liền dùng thiên văn hô hấp đánh về phía Phong Hạ. Phong Hạ lúc này cũng dùng ngay liên quyền cước để chống trả lại. Hắn bay đến như tốc độ ánh sáng, đấm thẳng vào mặt tên phú quý.